Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới bất ngờ đảo chiều giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,66%, giao dịch ở mức 2.345,6 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong số tăng, giao dịch ở mức 104,75 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, đứng ở mức 68.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,567% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng đứng ở mức 80,19 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại của nhà nước, bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank, để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Cụ thể như sau, Ngân hàng nhà nước vừa công bố phương án bình ổn thị trường vàng, thay thế cho phương án tổ chức các phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC như đã diễn ra từ ngày 22 tháng 4. Trao đổi với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết, mục tiêu sớm thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới về mức phù hợp và bền vững. Để thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 9 phiên đấu thầu và đã cung ứng được ra thị trường 48.500 lượng vàng, tương đương hơn 1,8 tấn vàng SJC. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%. Và điều này đã cho thấy bên cạnh các yếu tố mang tính thị trường như quan hệ cung cầu, không loại trừ khả năng có hành vi phạm pháp, thao túng làm giá gây bất ổn thị trường vàng. Do đó mà ngân hàng nhà nước sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại của nhà nước, bao gồm những ngân hàng đã kể trên, theo mức giá do ngân hàng nhà nước xác định căn cứ theo giá vàng thế giới. Các ngân hàng thương mại với mạng lưới rộng khắp của mình đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức bán vàng trực tiếp tới người dân có nhu cầu. Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho hay, song song với biện pháp kể trên, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ tổ chức thanh tra về chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nếu có. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo, trước những diễn biến phức tạp của giá vàng trong nước và thế giới, người dân cũng cần rất thận trọng khi mà tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro cho chính mình. Trao đổi với lãnh đạo của một ngân hàng thuộc nhóm 4 ngân hàng kể trên, chia sẻ như sau, việc ngân hàng tham gia bán vàng là nhiệm vụ được giao và ngân hàng sẵn sàng huy động các chi nhánh tham gia. Hiện tại các doanh nghiệp muốn được tự do mua bán và thực hiện xuất nhập khẩu vàng, nhưng nếu chúng ta không kiểm soát tốt, rất dễ ảnh hưởng và lại quay trở lại vàng hóa nền kinh tế, theo vị này nói. Còn chuyên gia về vàng cho rằng, với giải pháp đấu thầu vàng chưa hiệu quả, với biện pháp bán trực tiếp vàng cho người dân thông qua nhóm ngân hàng Big 4 kể trên để kéo vàng trong nước về sát với giá vàng thế giới, nhà chức trách cần tính đúng đủ giá thành sản xuất trong nước cộng với chi phí nhập khẩu và các chi phí khác để làm giá bán. Bên cạnh đó, việc bán vàng trực tiếp này chỉ là giải pháp tình thế. Về mặt dài hạn hơn, khi mà sửa đổi Nghị định 24, ngân hàng nhà nước cần tính đến phương án bỏ độc quyền vàng miếng SJC. Trở lại với một số thông tin trên thị trường vàng, mua đều nhẫn trơn bất chấp giá vàng tăng. Cụ thể, theo chị Phương Thúy, 32 tuổi ở Long Biên, Hà Nội cho biết, chị có thói quen mua nhẫn trơn đều từ năm 2016. Lúc kết hôn đến nay, mỗi năm tiết kiệm tiền mua được 5 đến 6 chỉ vàng. Thời điểm năm 2016, giá vàng ở vào khoảng 3,7 triệu đồng trên một chỉ. Lần gần nhất chị Thúy mua thêm một chỉ vàng là tháng 4 năm 2024 với giá 7,2 triệu. Tính ra, giá gấp đôi nhưng tôi vẫn mua đều, mục đích tiết kiệm, gia tăng tài sản. Nghe theo lời ông bà dặn ngày xưa, có tiền thì cứ tích vào vàng. Bản thân không coi vàng là một kênh đầu tư, nên cứ mua vậy đến nay cũng được gần 5 cây. Theo chị Thúy nói thêm, tương tự như vậy, theo chị Nguyễn Thị Trung, 33 tuổi, công nhân khu công nghiệp Samsung Thái Nguyên chia sẻ, cũng có thói quen tích trữ vàng từ lúc mới đi làm. Kể cả đến khi lấy chồng, đến nay cũng được hơn chục năm, mỗi năm 1-2 chỉ vàng. Mục tiêu nghĩ đơn giản, vàng là kim loại quý, vừa giữ tiền vừa tích trữ tài sản. Lương công nhân cũng không có nhiều, một tháng chỉ tiết kiệm được 1-2 triệu, một năm để dành được 1-2 chỉ vàng. Nhưng cứ duy trì đều đặn, vừa rồi thấy vàng có tăng cao, tôi cũng có chút đắn đo, cũng có ý định bán đi nhưng nghĩ bán rồi mà muốn mua lại thì giá cũng cao, xem ra vàng vẫn còn tăng thêm, theo chị Trung vui vẻ nói.
Vậy thì có nên lướt sóng hay là tích lũy vàng ở thời điểm này hay không? Theo bà Đặng Nguyễn Thanh Huyền, chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân, công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT, cho biết rằng việc lãi suất tiền gửi duy trì ở mức thấp trong thời gian qua dẫn đến người dân có xuống chuyển đổi qua các kênh đầu tư khác như vàng do tính đại trà, dễ mua bán, có mức tăng trưởng ấn tượng từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, giá vàng miếng trong nước vẫn đang duy trì ở mức cao hơn giá vàng thế giới và cao hơn vàng nhẫn trơn từ 16 cho đến 18 triệu đồng trên một lượng, trong khi chất lượng là tương đương. Đồng thời, thông điệp mạnh mẽ của cơ quan nhà nước về khắc phục tình trạng chênh lệch giá vàng như đấu thầu vàng, sửa đổi Nghị định 24 đã khiến cho người dân e ngại, nhận thấy rủi ro cao khi nắm giữ vàng miếng, tạo xu hướng chuyển đổi sang vàng nhẫn. Tuy nhiên, theo bà Huyền cho rằng lướt sóng trong cơn sốt vàng hiện nay tiềm ẩn khá nhiều rủi ro khi mà giá vàng biến động mạnh, chênh lệch giá mua bán ngày càng lớn. Việc có nên đầu tư vào vàng ở lúc này hay không và đầu tư vào vàng bao nhiêu nên được xem xét dựa trên mục tiêu tài chính cũng như khẩu vị rủi ro của mỗi cá nhân thay vì chỉ dựa trên dự đoán giá vàng. Điều mà đại đa số người dân khó có thể nắm bắt được là do giá vàng bị tác động bởi các yếu tố phức tạp như chính sách điều hành lãi suất của Fed, tình hình kinh tế chính trị, cung cầu thị trường, chính sách của nhà nước và ngân hàng trung ương và có một số yếu tố khác. Bỏ qua yếu tố lướt sóng, tập trung vào mục tiêu phòng thủ và tích lũy dài hạn thì việc mua vàng nhận định kỳ hàng tháng, hàng quý cũng là một cách đầu tư ít rủi ro hơn, phù hợp với đại đa số người dân, đặc biệt là tầng lớp trung và cao niên có xu hướng ưa chuộng vàng. Dù vậy thì người dân cũng không nên dồn toàn bộ tiền tích trữ vào vàng mà bỏ qua các kênh đầu tư tiềm năng khác. Xét về mặt dài hạn, vàng không hiệu quả bằng một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản dân sinh. Mỗi người dân chỉ nên nắm giữ tối đa 10% vàng trong tổng tài sản. Phần còn lại nên xem xét phân bổ vào các loại tài sản tiềm năng hơn, giúp tăng hiệu suất sinh lời, tăng tính đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro cho danh mục tài sản, theo bà Huyền đưa ra lời khuyên. Còn đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 25.235 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.465 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.750 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.830 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.830.000, bán ra 9.030.000, đảo chiều giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Trên lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8.830.000, bán ra 8.990.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8.860.000, bán ra 9.020.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 8.840.000, bán ra 9 triệu. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.830.000, bán ra 9 triệu, giảm 15.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Mi Hồng SJC mua vào 8.830.000, bán ra 8.980.000, giảm mạnh 100.000 ở chiều mua, 50.000 trên một chỉ tại chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 8.840.000, bán ra 9.020.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng TPBankGold mua vào 8.830.000, bán ra 8.990.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này cũng giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8.830.000, bán ra 9.030.000. STC Huế mua vào 8.830.000, bán ra 9.030.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.830.000, bán ra 9.030.000. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.830.000, bán ra 9.030.000. Cuối cùng là giá nhẫn buộc số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhẫn buộc số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.495.000, bán ra 7.650.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.480.000, bán ra 7.570.000. Vàng 24K mua vào 7.295.000, bán ra 7.495.000. Vàng 18K mua vào 5.443.1.000, bán ra 5.693.1.000. Vàng 14K mua vào 4.178.8 nghìn, bán ra 4.428.8 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.922.000, bán ra 3.172.000.
Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.